Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của AT Lương Team. Và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt ở Tham City để có thể cùng các bạn nhỏ tham gia sự kiện, cùng với đó là những trò chơi, những thử thách rất vui nhộn của Kun. Và chúng ta hãy cùng Kun bắt đầu nhảy. Ok, đi thôi. Và như vậy thì bây giờ chúng tôi đã đang có mặt tại sự kiện của Kun. Và các bạn cùng xem chúng ta có những hoạt động gì ở đây nhá. Đi không? Chúng ta thì ở đây thì các em nhỏ đang chơi những cái trò chơi giao lưu rất là vui. Hoạt động của Kun. Và đây thì các bạn thấy là poster của nhóm mình. Và chuẩn bị cho phần biểu diễn của đội tuyển Lutin nhé. Khỏe mạnh cho bệnh lùi đi xa, tiến lên vì ngày mai vươn vai nào, tập thể thao với Kun nào. Không gian âm nhạc đây dễ thường, đánh võ cho ta thêm sức mạnh, nhịp cùng bước đi đang tung hoành, có những thế võ rất cool vì chúng ta luôn bên cạnh. Thấp thoáng cái đá kia nơi sân trường, bóng dáng tiếng tuôn chia sẻ vui không nề, tiếng cười bên tai được thấy ngay tại sân trường. Nếu có những lúc thấy buồn, hãy luôn tin rằng chắc chắn có lúc sẽ đến bên nhau, vì chúng ta là đôi bạn. Ngày mai cùng cùng ta đỗ được, để khiến giấc mơ này muôn màu, cuộc sống sẽ luôn là khát khao yêu đời. Ngày mai cùng cùng ta vui cười, và ta luôn
sẽ đến không xa. Không có đâu. Để được quả bóng lên đây đầu tiên thì sẽ là đội chiến thắng. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ngay. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này. Hai, cứ nghĩ đến vui tươi cho ngày nơi này thêm tiếng cười. Yeah, giơ hai tay lên cao hai phai cho ta vui nhộn. Với ánh mắt hăng say, không gian âm nhạc đây dễ thương. Vũ khúc cho ta thêm phối hợp, nhịp nhàng múa xoay đôi ba vòng. Chứ không ngã cũng không sao, và có ngày một bầu trời. Cố gắng phân đấu ta thêm xinh hợp. Hết sức hết giúp đỡ cho nhau. Hết mình chung tay, hạnh phúc ta được dân tràn. Chậm hơn có một xíu thôi. Rồi, nếu ta những lúc thấy buồn, hãy nhìn tin dài. Chắc chắn có lúc sẽ đến bên nhau, vì chúng ta là đôi bạn. Ngày mai cùng cùng ta đỗ được, để khiến giấc mơ này muôn màu. Cuộc sống sẽ luôn là khát khao. Yêu ơi, ngày mai cùng cùng ta vui cười, và ta luôn có nhau bên cạnh. Vậy ta vui thích nói với nhau, cùng nào. Vươn lên, vươn lên, vươn lên nữa đi, cho bao nhiêu đam mê cháy lên. Chiến thắng sẽ đến không xa. Cùng nào, ngày mai cùng cùng ta đỗ được, để khiến giấc mơ này muôn màu. Cuộc sống sẽ luôn là khát khao. Yêu đời, ngày mai cùng cùng ta vui cười. Như vậy là chúng ta cùng nhau trải qua những trò chơi và thử thách vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và nếu như các bạn muốn nhận những phần quà của chúng tôi, Nguyễn Thanh của Quyền Quang Hải, hãy cùng like, share và subscribe channel của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.